không biết sao, mẹ thấy dạo này có nhiều người đi sửa bưởi quá, trai nào trai nấy una u nần, nhìn đá thiệt. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm, khỏi lo ê chồng hay hút lép. Ngày xưa ngực bé ê chồng, bây giờ ngực bé muôn phòng đi bơm. Mình lấy đồ bơm bánh xe bơm hả lão nương? Kệ, bưởi lép vậy đó mà nó tự nhiên. Mày đặt đi bơm bữa nào nó xì cho biết mặt. Con thấy bưởi lép cũng có sao đâu. Bưởi lép người ta nói mình đàn bà hay lưng á. Nói vòng vòng tào lao bí lao, đừng nói là mẹ tính đi bơm nha. Mẹ là mướp chứ đâu phải bưởi đâu mà bơm. Buồn buồn nói phong lòng cũng vui, ai trúng thì nhột thôi. Nhắc tới bưởi thấy thèm quá, thèm bưởi năm rồi quá mẹ. Nhà mình cũng có cặp bưởi năm rồi nè. Một câu lép hai câu cũng lép. Bộ không lép được như người ta rồi tức hả? Bọn ta đang khen con là người con gái chung thủy trước sau như một đó mà. Đâu phải muốn là được. Mẹ cũng muốn lép lắm mà đâu có được đâu, thấy không? Mẹ mới ăn ốc hả? Sao nói sốc dữ vậy? Nãy giờ mẹ có nói gì đâu. Tóm lại là mẹ muốn sao? Con tưởng mẹ không biết con có tiền thuật phục hồi nhan sắc hả? Con không nghe, nhiễu điều phủ lý giá gương. Biết đâu có lúc ngoài đường on sale à? Gì trắc quốc vậy trời? Mẹ nói vậy mới đủ 2 phút quảng cáo. Người ta nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu, con có hiểu không? Là mẹ chứ hay. Mẹ xấu nhưng kết cấu mẹ đẹp. Thôi quê rồi không cần nữa. Vậy quýnh tư sắc mới được. Nói vậy thôi mà cũng giận hả? Người ta nói giận là mau già lắm. Mẹ không giận mà mẹ cũng già, thấy không? Thôi năn nỉ mà. Thương thương nhiều, chiều mẹ con mình chơi tứ sắc ha. Không phải gì mà tại thiếu người ta chơi không được. Tưởng sao? Nói chứ còn có tiền thuật gì đâu. Tại con tới spa Selena nên mới đẹp vậy á. Ở đó chuyên trị mụn, tắm trắng nữa. Tại con hết á, phải chị còn nói sớm một chút. Mẹ đâu có giận như vậy đâu hả? Làm mặt mẹ nhăn hết trơn rồi này, thấy không? Không mấy giờ con dẫn mẹ đến spa Selena dưỡng da ha. Không thì mẹ xóa tàn nhang hay triệt lông gì cũng được hết. Ngay ngã tư Ngô Quyền 3 tháng 2 nè chứ đâu. Ê, mẹ cũng không tính làm gì nhiều đâu. Chỉ tắm trắng, xóa nốt ruồi, đắp collagen tinh chất vàng 24K với lại dưỡng da dầu nữa thôi. Mẹ hay thiệt, mấy người xấu xấu hay làm vậy dữ lắm.